Thì cái chủ đề hôm nay chị muốn đưa ra đó là người Việt ở bên hải ngoại và người Việt ở Việt Nam. Cái cuộc sống á, thì nghe những anh Việt kiều Mỹ rồi những bạn trẻ gì nói gì nhiều 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 lắm, là chị nghe mà Không giống như biết đúng kiểu hay là sai người hả chị? hả? Chị không biết đúng hay sai hả? Không phải đúng hay sai, nhưng mà thấy Duy là nói đúng rồi đó, hoàn toàn 100%. Nhưng mà chị không biết Dạ. đầu người ta bị làm sao nữa, chị không hiểu. Chị là bên Úc, ở bên Melbourne đó. Các bạn Thì dạ. em hỏi anh câu đi em. Thì chị cũng hơi nóng về cái vấn đề mà người Việt bên hải ngoại nói, chị nói rất là nóng luôn, nhưng mà chị không có kiểu như là chị không có chú ý đề cập tới. Thì mấy tháng nay á, khoảng chừng 2 tháng thì chị mới lên coi, thì chị không hiểu sao Dạ. người ta nói những cái chuyện gì đó, rồi những cái người người trong nước, giới trẻ trong nước và những cái người giới trẻ mới ra nước ngoài không biết cái tư tưởng người ta làm sao luôn đó. Chị không về cộng sản mà cũng không về cộng hòa đó. Dạ. Thì em tự hỏi chị á, em hỏi chị, em thử hỏi chị một câu đi. Một năm chị về mấy lần? Câu đó thì chị ủa vậy thì ở cái câu sống nó lên bên bên thì Úc của chị đó thì còn đâu? thì em hỏi hỏi thử chị một câu, một năm chị về mấy lần? Vậy chị trả lời luôn đi. Ừ. Liệu một năm chị về mấy lần? Một năm chị về khoảng chừng 3 lần, em 2 đến 3 Dạ. lần, năm nào cũng về, về liên tiếp luôn. Tại vì chị á, sở thích của chị á, là ăn chơi mọi miền, và chị giống như kiểu là xài nhiều hơn là tiết kiệm, thích hưởng thụ Dạ. của em, thích hưởng thụ. Dạ. Đặc biệt là chị muốn hưởng thụ ở quê hương và lấy tiền của bên Úc về quê hương hưởng thụ đó. Tư tưởng đó là quá đi rồi chứ còn gì nữa. Cái Ừ. tư tưởng đó là quá hay rồi. Ở bên đây giờ chị cày rất là dữ, cày tụi em chịu không nổi đâu. Có khi Dạ. 12, 13 tiếng, cũng có khi là 4 giờ sáng chị dậy. Nhưng mà đến Dạ. thí dụ như mùa hè thì 12 giờ đêm chị mới về ở nhà. Dạ. Về ở nhà phải nấu ăn, nấu uống cho con. Thì chị mới mở công ty là vận chuyển mấy này xuất nhập khẩu được khoảng chừng năm nay thôi. Đó. Công ty chị làm về lĩnh vực gì? Xuất nhập khẩu nhưng mà xuất nhập khẩu cái gì vậy? Chị không xuất nhập khẩu, chị bán cho những người xuất nhập khẩu về, những như là chị chuyên về cherry đó, Dạ. chị chuyên về cherry. Rồi ngày xưa thì chị cũng làm lậu ở bên Úc. Thì Dạ. cái Melbourne này là một cái thành phố 7 năm liên tiếp đáng sống nhất thế giới, quên, 2 năm bị cắt, 2 năm, thì 5 năm Dạ. nay nó là thành phố đáng sống nhất thế giới. Thì thực sự đó, cuộc sống Melbourne rất là dễ thương, rất là ok. Chị không có điểm nào chị chê nước Úc được cả. Nó Dạ. cho chị quá nhiều những cái thứ mà mình cảm thấy là hả, nó nhân đạo cũng có, rồi cuộc sống con cái chị đi học cũng có, rồi tất cả này kia cũng Dạ. có. Nói chung là nó toàn diện hết, nên là mình không bao giờ mình chê được cái Melbourne này. Nhưng mà Dạ. những cái em học sinh, du học sinh hoặc là những cái thế hệ trẻ này qua đây, thì ngoài những chống cộng cực đoan ra là chị phản đối, chị đặc biệt là chị phản đối luôn. Thì đừng có tiêm nhiễm về cho những cái đầu óc của mấy em đó là cái phân biệt, giống như là chị là ba đời nghèo khó chẳng hạn, đúng không Duy? Rồi em đó Dạ. là con sinh ra là trong cái hũ vàng đại gia, làm sao mà em so sánh giữa chị và một một con đại gia được. Chị phải có Dạ. làm chị mới kiếm tiền, rồi chị mới lên. Thí dụ như là bây giờ chị qua đây 13 năm đúng không, Dạ. thì chị phải cày cày miệt mài thì chị mới giàu được, chứ không có thể nào mà giống kiểu nói. Còn chuyện lịch sử á, thì chị không không nói được. Chị cũng học hết lớp 12 đó, chị tự làm tự học ở bên Việt Nam đó. Chị học bổ túc thôi. Năm 14 Dạ. tuổi là chị đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, rất là cực khổ đó. Chị vừa học vừa làm, rồi học bổ túc. Chị cũng có thi được vào trường cao đẳng kinh tế đối ngoại, nhưng mà chị không học. Tại Dạ. vì trong gia đình chị còn nhiều người, chị phải lo cho em chị, cho mẹ chị, nên chị không học. Mà chị qua đây 13 năm nhưng mà chưa bao giờ đó mà chị giống như kiểu là cái lối sống mà coi như bây giờ chị không biết sao đó. Ngày nào bây giờ giống như chống cộng, nó hoàn toàn nó sở sở trường sao, ngày nào cũng thấy mấy bạn mình cũng up lên đồ này kia, la núi ông sầm chê Việt Nam đồ tùm lum tà la. Chị là chị không thích đó, mặc dù là chị chơi những người đó đó không thích lắm. Rồi mấy em du học sinh qua đây á thì cũng làm công cho chị, ok, Dạ. chị cũng trả mức lương hơi bị cao so với người ta. Thí dụ như là mấy em đi buôn bán ở nhà hàng đồ này kia
bị người Việt bóc lột người Việt chỉ có 10 đồng một giờ, mà mang tiếng Úc là 18 đến 24, 36 đồng một giờ. Nhưng mà tụi nó làm á chỉ có 8, 9 đồng, 10 đồng một giờ thôi. Vẫn bị bóc lột như thường. Nhưng mà người Tây không bóc lột mà người Việt bóc lột người Việt. Cái này là có thiệt. Ủa vậy thì chị nói là chị có chơi với những người chống cộng cực đoan, vậy thì chị thấy họ có nghề nghiệp gì không chị? À, người giỏi cũng có, luật sư cũng có, bác sĩ cũng có, nói chung là hoàn toàn có. Nhưng cái mà người ta đó mù mờ và cái xã hội Việt Nam á là người ta mù thiệt. Người ta mù đến người ta cực đoan luôn á. Còn chị về á, chị về một năm chị về 3 lần. Và trong cái năm 2005 là chị đi qua Úc đúng không? Nhưng mà đến năm nay hoàn toàn nó đang phát triển, mà nó rất là phát triển. Nên là bây giờ mấy cái em qua bên đây thì nước Úc là cái nước mà coi như là toàn diện nhất. Bây giờ an sinh nó cũng cao nè, nhất là Melbourne. Đó, an sinh rồi tất cả các thứ cũng cao, nhưng mà mình không có thể nào mà mình đi qua đây rồi theo tụi nó rồi chê bai rồi cái này cái kia Việt Nam. Việt Nam là Việt Nam, người ta như vậy là quá rồi. Bây giờ biết bao nhiêu người bạn bên Việt Nam của chị giàu. Chị không có bằng cái ngón tay người ta đâu. Mà cũng không có bao giờ đó mà chị về Việt Nam mà những người nghèo hay là cái này kia hay là phải bắt chị cho quà hay là xin tiền chị, không bao giờ có. Tại vì ví dụ như em về em nổ thì ok người ta hỏi ok vậy á có không thì đưa cho người ta. Còn bây giờ cái Việt Nam vẫn có lòng tự trọng Việt Nam, chứ không phải là thí dụ như mình mang quà về rồi đưa qua đây nói. Chị cũng không hiểu sao luôn, nhưng mà có những cái bức xúc. Đó là chị mới lên tham gia cộng đồng mạng thì chị thấy cũng có nhiều cái gọi là cũng hơi mệt mỏi chút xíu. Còn em nhưng muốn mà thôi, chị thấy thì tại sao bên Úc là cũng là những người chống cộng đoan, họ cũng có trình độ, cũng công việc như là kỹ sư, bác sĩ như chị nói, mà tại sao họ lại có cái suy nghĩ nó không đúng ta? Cái này chị không hiểu lắm. Cái này chị hoàn toàn không hiểu. Có lẽ là do cái người thời xưa cứ truyền miệng lại. Cái này gọi là truyền miệng á. Truyền miệng rồi ghét thôi, chứ không có cái gì hết trơn á. Người ta cũng rất là dễ thương. Nhưng mà những cái người mà chống cộng cực đoan quá thì chị không có giao tiếp nhiều. Còn những Cộng Hòa á, Việt Nam Cộng Hòa thì nhiều người tốt lắm em. Dạ. Nhưng mà em nghĩ là chống cộng cực đoan á là làm chính trị, đúng không? Làm chính trị thì phải bỏ nhiều thời gian công sức vô làm chính trị để đạt được một mục đích nào đó. Thì em, nếu mà em là có một cái địa vị ở bên nước ngoài như là bác sĩ, kỹ sư thì chắc em cũng đánh em làm chuyện đó. Không, giống như kiểu là bị truyền miệng đó. Chị ý chị nói là truyền miệng. Tại vì thực sự là chị học đến cao đẳng nhưng mà chị không có một cái tư duy như Duy. Tại vì ngày xưa chị học là học bổ túc thôi. Rồi nhưng mà những cái mà kiến thức chị không bằng Duy. Nên là những cái con số tổng quát đồ này kia đó là chị không bao giờ chị dám nói. Tại vì chị chả hiểu gì cả. Kể cả bên đây chị không hiểu là lên là tên của chị là Linh Lúa là như vậy đó. Thì chị thấy cái lớp trẻ Việt Nam á, theo một cái số người mà nói là ngu si đần độn, Việt Nam giờ ngu lắm ngu lắm, thì chị nói chị nể luôn. Chị 13 năm mà cũng có kinh doanh mà sao mà cứ nói ngu là sao. Nhiều đứa chị nói thiệt á, cháu chị bên Việt Nam rất là giỏi luôn. Ngày xưa chị Việt Nam đâu có iPad đâu. 2005 đi đâu có một người mà có cái iPhone nhỏ thôi là giống như kiểu cái ấy nhỏ thôi là cái nước được á, là đã là mừng lắm rồi. Còn bây giờ ai cũng có, cháu chị đứa nào cũng có, người nghèo cũng có mà người giàu cũng có, thậm chí người hai ba cái nữa chị. Ừ đấy, thì bây giờ chị chỉ yêu cầu một cái là bây giờ chị nói cuộc sống ở đây của chị ha, chị tâm sự chút xíu về cuộc sống ở đây của chị, giống như kiểu là cái bạn. Cái đó là nhập vô cái bản chất của người Việt. Dạ. Gọi là ăn cơm nhà mà bác gì á, hàng tổng á. Đó. Nói chung là cái việc của mình không lo. Có khi lấy chồng nhưng mà đi nấu ăn, nấu uống đồ này kia đó, chưa phải là lo cho chồng, lo cho con. Mà giống như nhìn cái con hàng xóm á, mày lo hơn, tao phải lo hơn vậy đó. Nó giống như làm chuyện bao đồng á. Dạ đúng rồi. Ok, bên nước Úc mình cho mình ăn sung mặc sướng, Mỹ cho mình ăn sung mặc sướng, mình an phận cái cuộc sống của mình đi. Như thời của chị qua bên đây á, thì chị nói thiệt á, cũng dạng như hy sinh đời của mình thôi, để cho con thôi.
và sau này và già yeah. mình về Việt Nam mình làm ăn hay là mình sống bên Việt Nam chứ không có không cuộc sống bên này thì ok, nhưng mà mình cũng không có yeah. hợp, không có một tình cảm. Thì nói thiệt, những cái ai mà hôm nay ở trong Facebook của Lên Lúa thì lên coi nha, không có tình cảm yeah. nước ngoài thì đặc biệt là tình cảm bên Việt Nam, tình cảm giữa con người Việt Nam với con người Việt Nam á là không có. Sự hơn thua, sự ghen ăn tức ở, rồi giống như kiểu đấu đá với nhau là hàng ngày luôn. Thì tại sao mình không lo một cái cộng đồng bên đây? Nó chi xa quá về Việt Nam, chi vậy chị không hiểu. Đúng rồi, mình đã đi ra nước ngoài, cộng đồng mình nhỏ xíu rồi, mình không có đoàn kết lại sao mình mạnh được mà lo. Bây giờ ừ, bây giờ chị làm ăn ok, nó còn vô nó đạp hàng ngày hàng đầm luôn, mà bây giờ nó còn không có lo được ok đoàn kết ở bên Việt Nam đi. Nó lo về Việt Nam không biết làm gì. Chị cũng tại vì chị mới lên thôi, chị tại vì cái thời gian này chị hơi rảnh á nên chị mới được coi yeah. sáng nay mà chị đã bức xúc chị chuyển nội. Bây giờ chị hỏi em là quá nhiều cái bất đồng quan điểm ở bên đây. Thiệt ngày xưa yeah. chị á ít mướn người Việt Nam lắm, toàn là Campuchia, Thái Lan là nhiều lính của chị đó. Tại yeah. vì người ta làm á là người ta rất là đoàn kết, và thực sự là đoàn kết thiệt, ở bên nước ngoài người ta rất là đoàn kết, tụi Trung Quốc cũng vậy, rất là đoàn kết đó. Yeah. Thì tại sao người Việt Nam á không có đâu. Em mà hơn một cái nha, là nó đạp em xuống, em hơn cái nó đạp em xuống. Nó bên em nó lộn xộn coi như là khủng khiếp. Không biết là bên Mỹ sao. Đó, nước Úc thì nó bình yên rồi, người người Tây nó rất là dễ thương. Cái vấn đề chị nói ở Việt Nam mình nó cũng vậy á chị. Ừ, thì bản vậy. Chất đó là chị phân tích là nó ghét, con người Việt Nam là nó ghét, mà nó ghét mà nó khinh. Khó sống lắm. Ở đâu cũng vậy thôi em. Thì thí dụ như yeah. là chị có chồng có con rồi, chị lo cho gia đình chị thôi, chị không có nhòm ngó đến hàng xóm làm gì hết trơn. Thì ở bên đây đã được cuộc sống ok rồi, con cái mình đã ok rồi, nhưng mà có nhiều cái nó cũng không có được như Việt Nam em. Còn mình chọn yeah. về Việt Nam thì Việt Nam chị nghĩ là nó đang phát triển mà. Dạ yeah, đúng rồi. Nó đang phát triển mà, chị thấy nó phát triển rõ ràng mà. Nhiều em. Em bây giờ em hạ tài sản của em là gấp mấy lần chị đó. Sao chị biết được chị nói. Chị biết đâu. Chị rồi đâu khoe nhà, khoe cửa bên Mỹ bây giờ làm sao? Đây đây. Đây cái công viên nhà chị đây. Đó, nó là cái dạng du lịch thôi. Thì á nếu mà bây giờ nói là Trung Quốc mà chiếm Việt Nam á thì có thằng Trung Quốc nào mua nhà bên Việt Nam chưa? Còn á bây giờ chị đi ra chợ của chị á, như là chị tưởng là chị đi chợ Bắc Kinh á. Chị nói thiệt. Trung Quốc không à, chị nói thiệt, chị cũng hơi bị nóng nhưng mà mình có cái mình để phục tụi nó ở một cái chị cũng. Ủa chị ơi, ở bên nước ngoài á, chỗ chị đó, ví dụ như người Trung Quốc họ có được phép mua nhà không chị? Trời nhiều em, bây giờ nó phá giá ha. Nó phá giá coi như là nó không phải như ngày xưa, bây giờ nó chỉ là option thôi. Tất cả những cái nhà bên Úc, tại vì đầu tư bất động sản bên Úc bây giờ đó là cái thời điểm chính xác của tụi Trung Quốc. Coi như là toàn yeah. Là nhà Trung Quốc không em? Cái nhà của chị yeah. mà ngày xưa hả, cách đây có 3 năm mấy à, có 350 à, bây giờ nó đôn giá lên mà cái du lịch nha. Cái khuôn viên của hả, gần 600 mét vuông là cái du lịch thôi đó. Là bao nhiêu ta? Bây giờ nè nó 720 á, vừa rồi nè chị tính là chị bán này, chị mua cái khác nhưng mà chị còn tiếc lắm. Chị thích ở cái khuôn viên này nên là chị rất là thích. Còn những cái nhà mà không phải du lịch nhưng mà cái diện tích đất như vậy á mà ở cái khu của chị nha thì là 1 triệu bạc. Yeah. 1 triệu một căn. Đất Úc giờ Trung Quốc là coi như nó chiếm hết rồi.